Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirDrop. Random may mắn cho 200 người nhận được trị giá chỉ là 0.05 BNB các bạn. Và các bạn có cơ hội tham gia danh sách wallet để mua token Zero Inu người ta các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình mở lên phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Rồi các bạn bấm vào mục theo dõi nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lệnh. Các bạn bấm nút tiếp tục. Ok, tiếp tục các bạn retweet dự án đó nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn like, các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Các bạn bấm nút tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn theo dõi kênh Telegram của nó nè. Những dự án thế này thì mình không có hy vọng cơ hội trúng thưởng, mình chỉ hy vọng được tham gia vào chính sách wallet các bạn để các bạn mua token với giá phi sale các bạn. Rồi ok, các bạn có đáp lời các bạn, các bạn điền lời username Telegram tất cả các bạn đã xôn xao rồi. Rồi bấm tiếp tục nè. Tiếp tục các bạn theo dõi kênh seller nữa nè. Còn xôn xao nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Số tiền muốn mua đóng góp là bao nhiêu? Đây thì số tiền nếu mà bạn thắng cuộc bạn có thể mua bao nhiêu thì tối đa 2 BNB. Số tiền bạn muốn đóng góp là bao nhiêu? Tôi chỉ muốn AirDrop tối thiểu 2 BNB. Thôi các bạn này tiền các bạn, bạn bấm vào tôi chỉ muốn AirDrop các bạn. Bạn bấm vào tiếp tục. Rồi tiếp tục các bạn nhập địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 các bạn. Sau khi các bạn nào random thì mà các bạn may mắn thì tự động nó sẽ gửi BNB về cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục. Rồi mục này thì các bạn giới thiệu cho nhập thêm vào mục. Cái này thì bạn copy link này để chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn truy cập vào trang web Zero Inu nè. Các bạn vào tìm hiểu trong web đó luôn mà. Zero Inu. Đây lộ trình của nó nè bạn. Tổng cung có 100 tỷ. Nhưng bạn nào mà được tham gia danh sách wallet những dự án thế này thì các bạn có thể mua token Zero Inu này các bạn khá là ngon tất cả các bạn. Rồi các bạn trả lời các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp tục nè. Tiếp tục các bạn truy cập vào trong web Minimum nữa nè. Các bạn follow nha các bạn. Shiba Inu AirDrop trên sách trắng. Sẽ có tổng cộng 50 điểm trong 400 họ sẽ được rút thăm ngẫu nhiên điều kiện tham gia điều kiện. Rồi các bạn follow rồi bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi ghé thăm Instagram đó. Mình phải làm những dáng thế này lắm các bạn. Rồi bạn theo dõi các bạn. Rồi bạn mới đáp lên. Làm mất quá thì các bạn là chỉ qua là tìm hiểu trong web của nó và có cơ hội mua danh sách wallet khá là ngon luôn các bạn. Rồi hoàn thành các trang nhiệm vụ thưởng, bạn bấm vào một khóa các bạn. Ok, như vậy là xong các bạn. Vì mình đã hướng dẫn các bạn tham gia danh sách wallet và ăn chia tổng giải thưởng là 10 BNB từ dự kiện của token Zero Inu đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.